Hello, chào tất cả anh em nha. Thì bữa nay em về thêm 5 cục mô pin sườn MD110. Thì em có về 2 cục FI, 3 cục sân cơ. Thì em đo điện trở thì nó 8 kg bằng nhau hết nha anh em. Với lại em có thêm về thêm một cục MD110, MD50 chứ. Một cục 50, 5 cục 110. Hiện tại bây giờ là 5 cục này là không còn hàng nữa nha anh em, là giống như là bây giờ là mình sẽ chia sẻ cho anh em là 5 cục này nữa là không còn là để bán nữa, thì không còn để chia sẻ anh em nữa, tại vì hết luôn rồi, là mình lục không còn nữa, ông anh mình nó hết luôn, là giống như là còn 5 cục 5 cục này nữa thôi chia cho anh em chơi thôi. Thì mình đã đo điện trở thì nó 8 kg nha anh em, nó bằng nhau hết. Cái thằng MD50 thì điện trở nó 14 kg nha anh em, nó bằng như ghim thái nha. Được, điện trở là 14 kg. Thì cái lúc mà phân tích nha, mình phân tích đây mình về nè. Ba cọng này dài lắm nha anh em. Nó tới 6 7 tấc gì, 6 7 tấc nha anh em. Ba cục này là sân cơ. Sân cơ còn hai cục này là FI. FI cũng dài, dây thì dài chen nhau. Thì thằng thằng sân cơ thằng FI thôi, mà mình thì thằng FI thì nó đẩy MB33, MB33. Còn cái thằng sân cơ thì nó đẩy MB26 ha. Thì mình đo điện trở thì nó bằng nhau hết đó anh em, 8 kg. Thì lý do sao nó 8 kg nó lại nhẹ đi nhẹ hơn cái thằng mà 10 14 kg là như vậy nè. 8 kg, 14 kg. Mình đi vô mình đi hết ga đi, nó lên tới 17 kg. Thì vô lửa nó già lắm, đi nó hao xăng rồi mà xe mình nó không nhẹ. Còn 8 kg này, 8 kg này mình đưa vô xe mình đi cái tay mà gần hết ga thì nó ra nóng lên, máy nóng lên thì nó ra khoảng 13 kg là chuẩn nha anh em, 13 kg là nó vừa lửa. Nó 8 kg thiệt, mình đi nước xa nó nóng máy lên, nó điện trở nó lên nha anh em, giống như là hỏa lan mâm lửa cũng vậy. Cái ôm mình là 400 ohm, mình đi máy nóng lên nó lên tới 450 ohm luôn nha anh em, chứ không phải nó tầm giá là 400 ohm. Đó là mình đo điện trở nha. Rồi giờ mình sẽ quay chi tiết để anh em xem, giờ mình test luôn nha anh em. Đây là cục đang gắn trên xe mình là cục 50 nha anh em. 50 nè, mình bán cái giá là 320 một cục nha anh em. MD 50. Nó đẩy là trong đây nó đẩy là, để mình mở ra anh em xem nha. Nó đẩy là DS anh em, nó đẩy DS, DS41. Thì dây nó cũng dài nha, cục này 320 cục. Còn MD110 thì mình đẩy 550 cục nha anh em. Thì hàng bây giờ là hết hàng để bán anh em luôn á, hết hàng để chia sẻ anh em chơi luôn á. Giờ còn mấy cục đó anh em nào kết bạn Zalo mình đi, mình sẽ gửi cho anh em. Bây giờ mình sẽ test cục 50 trước nha anh em. Cái bình xăng quay A mình bán, bên đây bán 350 bình nha anh em, là anh em về tự vệ sinh nha. Còn mình mà vệ sinh cho anh em thì 450. Cái này về với anh em xúc rửa vệ sinh thôi là thay con chén là đụng mà. Cái với cục MD, mà đây 50.
hết bình xăng này luôn cho anh trai luôn nha anh trai. Anh trai lấy bình này nè, 450. Bình là bao bao anh em đi nha, bao anh em xài luôn nha, tại vì mình này là mình đã vệ sinh ok hết rồi. Giờ là test. Dây nó dài lắm nha, đi gym đi đưa vô gym là ok. Đây em đang test trên cục mô bên sườn MD50 với kết hợp với bình xăng 350 của em bán nè anh em, garanti nè nha. Bình này em vệ sinh đồ đàng hoàng là em bán 450 nha anh em, tại vì vệ sinh để em mình nói anh em mà vệ sinh một cái bình xăng một ngày anh em nói ghê, vệ sinh một ngày à. Một lát mình sẽ quay cho anh em xem vệ sinh một bình xăng nha, là có thể là một ngày nha anh em. Mình vệ sinh vô xong rồi mình canh chỉnh rồi là thay gon rồi các cái rồi mình lên máy mình test nè anh em, thấy không, test cho nó chuẩn như vậy rồi mình mới bán anh em là 450. Còn mà mình bán 350, mình bán 350 anh em về tự vệ sinh ha, nó giống như vậy nè đó, cháy ra rồi trong này là cực đẹp luôn anh em, mà khỏi thấy nè, thấy không, vàng khè luôn nha anh em, nè quay cho anh em thấy nè, không ở trong ruột còn vàng khè luôn á đó. Bình là chưa mở đít nè anh em thấy không, chưa mở đít, 350 bình anh em về tự vệ sinh ha, nè bình chưa mở đít nè đó, ốc đít đó anh em thấy không, thấy rõ không, bình chưa mở đít, bình đội nó dung kỳ vậy đó. Đó là nó chưa mở đít, nói chung là bình này chưa mở đít nha anh em, là mình bán 350 anh em về tự vệ sinh không, này còn đèn kè luôn thấy không, tự vệ sinh. Còn bình mình test là mình vệ sinh, giờ là mình test nè anh em thấy không, mà mình test nè, garanti nè, cực nhỏ luôn nè đó, nghe nè, nổ nè thấy không. Còn đây anh em bộ nè, mình test nè anh em thấy không, đó bình xăng á, bình xăng đó mình vệ sinh nên bán 450 đó, garanti nè, rồi đó mua pin sườn nè, 50 nè anh thấy anh em không, 50 nè, 50 garanti cũng nhỉ nha anh em, chứ không phải là không nhỉ nha, chủ yếu là do cái đuôi thôi, cái đuôi nó không nhẹ bằng thôi, là nó giống như là nó là hiện tại bây giờ mình đo ôm của nó lên á là nó 14 kg, đo điện áp á là 14 kg thì hằng ngày nó chỉ có 8 kg thôi, hằng 110 nó chỉ có 8 kg, với ZX thì nó 8 kg thôi. Thì là như vậy nè, mình sẽ nói phân tích cho anh em hiểu nè, là lúc mà cái máy mình sẽ nóng lên á là nó sẽ lên thêm 5 kg nữa nha. 8 là 13 kg đúng không? 13 kg là đủ chuẩn nha. Này là 13 kg nè, 13 kg mấy 14 kg nè, là mình giống như quay thái ha, là quay gym thái đâu đó là 13 14 kg á, là nó nóng lên là nó thêm 5 kg nữa là 4 kg nữa nha. 5 kg 4 kg nữa. Hiểu không? Là nó tính là 18 19 kg, có khi 20 kg. Đó là như vậy. Cái đó là mình nói đúng nha anh em. Anh em nào không biết thì không phải là cái gì, mình này là anh em mình tư vấn nha, để trao đổi học hỏi nha. Đó là mình đo là có sự thật nha anh em, mình đo bằng đồng hồ đàng hoàng nha. Này ông anh mình là chuyên điện, chuyên về điện nha anh em, chuyên về điện. Đo cho mình thấy luôn, để ngày một ngày nào đó thì mình sẽ quay cho anh em xem ha. Tại vì mình ở đây mình không có đồng hồ đó để mình đo nha anh em. Đây garanti nổ nè. Cực kỳ im nha anh em. Đây anh em, nay mình test mô bên sườn 110 của FP. Nay mình về được 3 cục sân cơ, 2 cục FP nha. Giá cả thì bằng nhau, điện ôm thì cũng bằng nhau nha anh em. Nó chỉ có khác nhau cái thằng FP, thằng sân cơ thôi nha. Garanti cũng nhỉ nha, đang đi bình WA đời cao. Bình này mình bán 450 anh em nào xài alo mình nha. Ở garanti đó nha anh em. Nói khác là nó không có MB26, này là MB33 nha anh em. Nè máy nổ nè. Không. Nó
MB33. Cái bát của nó đẹp lắm nha anh em, bắt quay diêm mà cũng đẹp nha. Dây dài, dây nó khoảng 5 tấc, bao dư gắn nha. Thì mình đo điện ôm nó với sân cơ nè, này sân cơ nè, thì dây cả cũng bằng nhau hết. Điện điện cơ thì điện cơ của nó là 8kg nha anh em, hai đằng bằng nhau hết. Thằng này 50-14kg nè, 50-14kg. Này 50 mình bán 320 cục nha anh em. Đây IC bình xăng là về nhiều lắm, anh em nào xài cứ liên hệ mình nha. Đây bình phu chờ với bình quê Thái mình còn vài bình, anh em nào cứ kết bạn Zalo đi rồi vô tham khảo nha. IC mua pin sườn mình về được 5 cục nha anh em. Đó, mình quay chi tiết nè, mình đã bắt nè, nó khác cái bắt nha anh em. Nó có hai bắt, một cái một pin sườn là cộng dây đen sọc vàng nè anh em thấy không, là bắt vô cái cộng đen, còn màu xanh này là cộng mát nha anh em. Đó, cộng xanh này là bắt vô mát. Nó tựa cái hai cái đầu dây này nó tựa giống như là Supreme 212 vậy đó. Thì nó điện áp của nó là 8kg bằng sân cơ nha, sân cơ FP thì bằng nhau 110. Thì mình về được ba cục sân cơ, hai cục FP. Giá cả bằng nhau nha, mấy cục này cực hiếm nha anh em. Còn 5 cục qua. Còn đúng 5 cục luôn anh em, nào boss thì lấy đi. Hết hàng luôn nha anh em, còn 5 cục này 5 cục chó còn hết hàng luôn á.